Gần đây, thú vui thử một ngày làm nông dân hay cảm giác quay về với các trò chơi tuổi thơ đang rộ lên và hot hơn bao giờ hết. Đặc biệt trong số đó phải kể đến trải nghiệm xe đạp qua cầu khỉ ở các vườn trái cây miền Tây sông nước. Cây cầu được thiết kế đơn giản có hình dạng gần giống như cầu khỉ miền Tây với độ dài gần 20m và không có tay cầm. Muốn chinh phục cây cầu này, du khách phải kiểm soát cả thăng bằng lẫn tốc độ trên một chiếc xe đạp trẻ em, không chân trống và phanh. Trải nghiệm tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại khó khăn này đã khiến nhiều du khách muốn một lần thử sức để xem mức độ khéo léo của bản thân đến đâu. Và đây cũng chính là điều mà đã khiến cho trò chơi này không chỉ hấp dẫn các bạn trẻ mà còn chinh phục luôn cả các cô chú ở tuổi trung niên. Hơn thế nữa, khi đến nơi đây, bạn không chỉ có dịp được thưởng thức vườn trái cây đầu mùa mà còn được tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí khác. Đây đúng là một điểm đến lý tưởng phải không nào? Còn chần chờ gì nữa, hãy lên lịch ngay đi cùng bạn bè của mình đập tan cái nóng oi bức và trải nghiệm những trò chơi nơi đây quý vị nhé!